Đây thì bốn thang đi, bốn thành đi. Cái một vừa để chơi vừa luôn. Bác quan cháu lắm, bác quan cháu rồi.
bậc như này. À, lên trên cho tính 10 bậc như này. 10 bậc vi tầng từ từ tầng lệch lên nhá. Ê, 10 bậc về sau chúng cấy vào đây này. Đúng rồi, không làm buồng rồi. Đua đôi gì nữa? Cái công nhưng mà nếu nâng lên cũng được. 3 mét chiếu là cháu đang thi 17 năm rồi. Bậc 17 năm cao gì này. Cái nó chê thỏ chi. Tao không liêu được cho con Linh có 17 năm như mày. Nó còn 90 như mày. Đầu trước ăn cao cũng 43 chứ mày. 47. Mày cháu vào đi. Mày chứ là một giả nhà hắn thôi cho mày coi. Mày giả nhà hắn đâu nó cầm đây này. Cái này cho tính thì cho mình thép rồi này. Tính để mình thép, chắc thép có hụt tí gì. Có cái hụt mai sẽ đổ này. Ông không? Đồ tang đấy đây, đây đâu. Từ đây đây là bắt ở đây luôn này, đây có cái chiếu này. Cả khu này có cái chiếu đi. Chiếu to chưa? Chiếu to đây à? Là đi lên vô đây cho thoải mái. Không, đưa lùi cho vô đi. Đi hẹp vào đi, hẹp đây đi. Đây hành lang đây là men mấy. Cái nhà cái đây nhìn là tao muốn hành lang nó to ra. To nhưng mà nhìn cũng không thiện. Cái hành lang có cái này bao nhiêu? Từ nó là cái hành lang đây là bao nhiêu? Có buồng không? Cái mét mấy? Buồng nếu nó chừa mét 3. Mét 3. Mét 3 thì ông đẩy cái đứa thôi. Ông đã đẩy cầu thang ra mét dưới thôi. Đừng có khẹp phục có nhìn nhân ấy loãng nhà lắm. Mét dưới đi. Người ta muốn nâng tua cái hành lang nhà nó trọng như quan này đi. Không. Không cần. Hắn loãng kìa. Hắn loãng kìa. Ông chả biết gì, ông không biết cái khu nhà đẹp. Chờ mà nó nhổ đi không nhìn cái nhà anh biết. Không, có cầu thang anh biết đẹp chứ còn... Cháu biết rồi. Cầu thang cháu cho xôi tầm đất mà nhìn bố nó cái đẹp này. Không, hắn phải tầm mét rưỡi, mét bảy. Xa quá nhìn gớm lắm. Xa quá nhìn xấu. Xa quá tầm hướng nhìn gớm. Cũng biết hả? Cầu mặt mấy cái này chứ không biết là mấy cái nhưng mà không biết. Mấy không? Rồi 29 nè. Rồi lùi đây 29 nè. Để dùng con chi một bậc chi. Lùi mấy lùi rồi con chi một bậc. Lùi đây rồi dính bậc này. Lùi bậc dưới cùng mà. Không được bước lên không có bậc lĩa. Không có lĩa. Đang 6 bước 7 là có lĩa. Cho xuống đây đi. Bác không hiểu đang tính phong thủy 6 bước 7 là có lĩa. Nhà bác xuống đây cho cháu là không được 9 này. Bác có hiểu cho nói không? Xuống đây là không được 9 này. Không được 9 bậc gì? Ý là không được 8 bước 9 này. 7, 6 bước 7 là đẹp. Mà 8 bước 9 là đẹp. Lúc mô phải lên chiếu mình cũng bật lĩa mới đẹp. Đến đây đi. Đến đây không ra được cái... Không ra được.
Anh gửi luôn. Anh gửi luôn. Không mau đừng gửi. Đấy một. Đấy chứ. Đấy là cái gì? Là bà thằng. Tí này cũng già là cái gì? Cái nhà xấu. Không, mở ấy được đi. Không đứng đâu. Một phép tính 10 thì chúng ta 7 bậc không. Để lại chỉ còn mét dưới hay mét bảy thôi. Nó đại hơn cái hành lang tiền tí thôi. Alo. Alo. À không không ạ. Rồi rồi ok ok. Mét bảy à? Chứ đến mét rưỡi thôi, chứ thôi. Chứ thôi. Khu rộng hơn thì nhìn lắm. Kéo lùi gì thì đẩy lên mét 3, mét 3 được chứ nhỉ? Không được, 31. Không được, đẩy lên 31. Anh cũng kêu hết cả, cũng lên 33 rồi. 31 đi. Quan trọng là tôi tính cái mặt bẩn, tôi bước lên nó làm cái gì. 2m9, 3m, 7, 17 mấy rồi, 17. Cái mặt cao cho anh cứ vô, anh cứ bác cũng yêu được vô. Được, nít trên 15, 2, 15, 3 là được. Bên này. 10. Cái nhà mà cái cầu thang lệch cũng đi, bác đi, cái đi là không đẹp đâu. Anh với bác nghiên cứu lại. Đi cái kiểu đi không đẹp này. Nhà cái cầu thang đi từng lớn đi cái cầu thang kiểu u nó không đẹp cả. Đi cầu thang như là thì đi cầu thang kiểu u nó giống cái đáo đuối này. Giống cái này. Hắn vẫn là chữ U chứ. Không chữ U được. Chắc là không chữ U được. U chứ U là U ra đây từ khi lại có lên cái gì. Nó bắt cái chiếu được lên cái này lấy luôn này. Kệ thôi. Không, nếu mà giữa thì lại nhổ. Nếu là thu ngay bắt đầu là thu nhổ lại à? Hắn ngắn một là hắn đứng cầu thang. Bác không hiểu cái từ đứng. Đứng hay không đứng cái cầu thang là tính rồi. Cái hành lang bác phải để 6 như thế thì cái cầu thang cái nhà này bác có dẹp được. Không, nó rộng quá là xấu. Rộng mới đi với cái khu ni mới được rộng này. Đấy. Bác để rộng mới đi với cái khu ni mới là đẹp này. Không cần. Không cần. Cô vào đây nhưng mà cái ni bác không cần này. Cái ni bác không lên đây nữa.